Alo alo, hello các bạn. Hôm nay đầu bếp An trở lại với các bạn rồi đây. Xem hôm nay chúng ta có gì nha. À, hôm nay chúng ta sẽ nấu lẩu nghêu. Đây, những con nghêu rất là mập luôn. À, mới mua sáng nha. Bây giờ mình đang làm ở công tác chuẩn bị để nấu lẩu đây. Thì nguyên liệu thì mình có, tất nhiên là nấu lẩu nghêu là phải có nghêu rồi. Thứ hai đó là sả nè, sả cây nè, rồi ớt nè đó. Mình đang cắt sả. Rồi sả thì chúng ta làm sạch rồi chúng ta cắt nhỏ nhỏ như thế này, chúng ta bỏ vào nghêu luôn. Nghêu này là đã rửa sạch rồi nha các bạn, hợp vệ sinh an toàn thực phẩm. Này, chúng ta cắt vài cây sả chúng ta bỏ vào. Thực tế nấu lẩu nghêu này mình nói cho lạ thôi chứ rất là dễ nha, đơn giản. Bạn xem mình làm nghe. Rồi, bỏ sả xong rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cho ớt vào. Đây, cắt ớt cũng cắt nhỏ nhỏ thôi nha các bạn. Cái này nó cũng giống giống như cái lẩu Thái nên khá là cay. Những bạn nào ăn cay chắc là sẽ rất thích cái món này. Cho 3 trái luôn, thêm tí sả nữa đi. Rồi, rồi bắt nước lên để nấu lẩu thôi. Rồi, cho 2 cây sả vào. Cho sả cắt nhỏ cùng với ớt vào nha. Xong, chờ nước sôi nha. Đây, đơn giản các bạn, các bạn chỉ cần mua một cái chai lẩu Thái về là các bạn nấu được lẩu nghêu nha, nấu cay theo kiểu Thái. Thì mình cho nước sốt lẩu Thái vào. Đó, một muỗng nó đã lên màu rồi, thêm muỗng nữa. Hai muỗng là vừa nha các bạn, lên màu rất là đẹp, ra màu lẩu Thái luôn rồi đó. Ớt sả nè, rất là thơm. Khuấy đều lên, các bạn chờ cho nó sôi và chúng ta sẽ thả những chú nghêu của mình vào. Rồi, nếm cái đã. Xem chừng nó cũng vừa ăn rồi đó. Cái chai lẩu Thái này rất là tiện lợi, bạn có thể mua ở Bách Hóa Xanh hay những cái tiệm tạp hóa, rất là dễ mua ha. Mua về thì mình chỉ cần bỏ vào thôi là nó sẽ ra hương vị của lẩu Thái. Các bạn thấy chưa, nó sôi lên nè. Giờ mình sẽ đi lấy nghêu bỏ vào. Đây, bỏ vào. Đó, ngon lành luôn. Bây giờ chúng ta sẽ chờ cho nghêu chín sẽ có được cái một nồi lẩu nghêu ha. Thường thường bạn ăn nghêu hấp sả thì chúng ta ăn nghêu thôi, bỏ nước. Ở này nấu lẩu thì mình có thể ăn với bún nha.
nước cũng đang với bún nhiêu thì phải ăn rồi, để nắp lại. Rồi, nghêu đã chín, nồi lẩu cũng đã xong. Mời cả nhà cùng thưởng thức nha. Đây, hấp dẫn chưa? Quá ngon luôn. Nghêu con nào thấy rất là mập. Rồi, hãy ủng hộ kênh của mình nha. Chào tạm biệt các bạn.